Tập 17, ngoài truyền thử thách lớn khôn, phần 2. Đây. Xem à, đây. Lừa không nhá? Lừa rồi, em không thấy gì bên trong. Rỗng rồi. Ui. Nhà nào đã lừa mình thế này? Và câu trả lời chính là tuần trước phải đi sinh nhật bà nội gửi xoài xong rồi, xong rồi mua quần áo đấy xong rồi thì chú Dương về xong rồi ông bà nội cũng về xong rồi thì xoài cũng về là đi sinh nhật bà nhưng đi sinh nhật bà nội quà. Được có quà xong rồi thì đây xong rồi ông bà nội thì xong rồi thì xoài đi sinh nhật bà nội có mà trông lộ này thì chắc là không phải là cái rồi. Chúc bạn mời để lại đã mình tìm thêm nào. Đi xoài ơi, ra đây tìm con này. Đây mình cắt ô tô. Cắt ô tô bác cầm cho. Bạn nhận được 3 thanh gươm. Yes. Nhà mình tìm khá là ít ở đây nữa này. Chắc là hai cái này là có rồi này. Kia mẹ ơi, mẹ kia đâu, nữa. Đâu. Kia cho túi đỏ. Sao cửa hàng này nhiều ấy nhỉ? Đây. Xoài ơi, ra đây xoài ơi. Bạn nhận được 1 thanh gươm này. Bạn nhận được 2 thanh gươm. Bạn nhận được 1 thanh gươm. Ôi. Được. Được đấy. Xoài ơi. À. Mẹ bố bảo bây giờ mình chỉ lấy cái lõi thôi, còn cái phong bì mình vẫn để ở đây. Được không? Để cho nhà kia đi tìm. Đâu hả cô? Đây. Bố ơi, 2 thanh gươm nữa. Hai thanh gươm nữa rồi. Để lại phong bì. Vẫn là bị lừa. Thế thì là không bị lừa rồi, thế chắc là trong này đã bị nhà nào lấy hết rồi. Thì thật ra là mình chỉ muốn là thử thách nó vui hơn thôi và hình như là đã có gia đình, đã mắc không bẫy. Phải một gia đình đâu. Không phải một gia đình à, đã mắc bẫy việc là mình đã rút cái lõi ra và chỉ còn cái phong bì thư còn lại và mình để đấy. Điều mình đang phỏng vấn là nhà bên ngoài đang chỉ trỏ ấy nha. Thầy thích vào trong này chơi. Ok, nào. Hi, mình chào máy quay nào. Mình chào máy quay nào. Sai. Hi, xin chào các bạn mọi người. Xin chào các bạn mọi người nào Sai. Mình chào tất cả mọi người. Sai ơi. Mình chào nào, mình vẫy tay chào nào con. Mình bảo là mình thắng rồi. Mình thắng rồi. Sai, bây giờ Sai uống nước bây gì giờ không? Mình uống nước. Mình chờ bố xong. Nếu mà bữa xong xong thì mình đi ăn kem. Ok. Xong rồi Sai đi ăn kem cùng bố Sơn. Có nghĩa là con phải chiều bố Sơn con mới ăn kem hả? Con không ăn với bác kia nào? Không á? Nhưng mà bác kiên béo quá. Bác đang là người giúp đỡ xoài đi tìm thư mà. Bây giờ bác mua cho cao. À bác mua cho xoài Iron Man mà. Thế thì xoài ăn kem với bác không? Hả? Vẫn muốn ăn kem với bố Sơn nhưng bác là người mua Iron Man mà. Đây, mình ở trong này nhá. Mệt quá rồi các bác ạ. Cho nên là nhà xoài quyết định là sẽ ngồi uống nước trước khi mà lấy lại sức ạ. Đã bị lừa rồi quá ơi. Nhà nào lấy ra rồi xong lại để lại nguyên phong bì. Sao nhà nào để thế? Nó bị lừa đi. Nghe cái giọng là biết rồi. Con ai bị lừa? Nhưng mà con đang ở đội bác mà. Bị lừa nhở đậu nhở? Lúc mình bị lừa lấy cái phong bì. Chắc là bố Duy rồi, chỉ có bố Duy mẹ mắm hay trôn kiểu đấy thôi. Sao lại bố Duy mẹ mắm được? Chán thế nhở? Tình hình là chỗ này rộng thật. Ở đây có không? Để mà tìm thì rất là khó. Hết giờ. Chúng ta đi về thôi vì chúng ta đã hết giờ rồi. Nào. Xong rồi, mình sẽ về mình tổng kết xem là ai đội nào là đội chiến thắng nhé con nhé. Oh.
Hai vợ vợ. Chúng mình đi vào thật là hoành tráng, thật là oai vào. Ok. Mặt mình vênh ngược lên. Đúng rồi, mặt vênh lên cao như này này, mặt ngửa lên trời luôn. Mặt ngửa lên trời không? Đúng. Ngửa lên, cao ngửa lên. Cầm ngửa lên các bạn. Cô này cực kỳ máu luôn. Yeah. Nghỉ rồi xong rồi vẫn còn. Con muốn chơi tiếp. Vậy là thử thách kiếm các thanh gươm ở đầu cầu Hà Nội đã kết thúc. Thành quả của mỗi gia đình kiếm được là như sau: nhà bé Xoài được 19 gươm, nhà bé Cam được 15 gươm và nhà bé Đậu được 13 gươm. Hai ba bắt đầu. Như vậy là sau 30 phút, ba gia đình đã rất là vất vả để tìm được về những thanh gươm để tham gia cái thử thách cuối cùng này. Không biết là trong suốt quá trình tìm ấy thì nhà Đậu với cả nhà Cam có cảm xúc gì đặc biệt không? Nhà mình thì phối hợp rất là ăn ý, như kiểu là Đậu là có nhiệm vụ là đọc, còn hai bọn mình là tìm. À ok. Thế còn nhà Cam ạ? Nhà Cam thì cực kỳ tuyệt vời khi là có Cam rất là máu lửa, và những cái lúc mà chúng tôi đang kiệt sức thì Cam là người động viên chúng tôi là chúng mình phải chơi tiếp. Hay quá. Vâng, các vị quả là đẻ được một đứa con rất ngoan và tuyệt vời đấy. Cam nói là không thể đua hai bạn Xoài và Đậu được. À đúng ạ. Thế còn nhà Xoài? Nhà Xoài cũng chết cả tuyệt vời luôn. Xoài này rất là hợp tác này đấy. Xoài cũng đi tìm cũng rất là kiểu máu lửa để tìm được phần thưởng cho mình. Rồi, như vậy là sau một màn hoán đổi, bố mẹ cứ nghĩ là sẽ rất là căng thẳng và khủng khiếp, nhưng mà được cái là ba bé cũng rất là hợp tác. Như vậy là đã có số thanh gươm của cả ba gia đình rồi, và bây giờ là thử thách tiếp theo là với số thanh gươm đó thì cả ba con Hải tặng ở đây rồi. Cho bố mượn con. Cho bác mượn. Đấy, cho bác mượn tí. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ cắm số lượng gươm này vào. Nếu mà đội nào cắm được gươm mà con hải tặc này nhảy lên thì đội đó là đội chiến thắng. Chúng ta bắt đầu đến màn chọc gươm. Bây giờ sẽ là quyết định thứ tự, nhà nào sẽ cắm gươm đầu tiên. Uy nhá, nhà đại diện, đại diện nhà này là đồng chí này à, là Đậu à? Ok. Dạ, ra đúng đấy, ra đúng đấy. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thôi Đậu thua rồi. Như vậy là sau một màn win rất là cam go thì cuối cùng là gia đình Cam sẽ là gia đình cắm đầu tiên, sau đó đến gia đình Xoài và cuối cùng sẽ là gia đình Đậu. Bây giờ chúng mình bắt đầu nhá. Ok. Bây giờ Cam cắm đầu tiên. Rồi, thôi, con cắm một lần thôi. Thì ăn gian thế, giống hết bố mẹ. Thôi, bố mẹ mình rồi. Đậu cắm đi, con cắm em. Nảy lên nào. Rồi. Thế là số kiếm này không để làm gì à? Thế là nhà Đậu thắng rồi. Đậu ơi, Đậu mình thắng rồi. Số kiếm còn lại Đậu chia cho ai? Đấy, Đậu chia cho bố đi. Chia cho bác đi. Chia cho bố nhiều vào, cho bố thật nhiều vào. Cho bố cơ mà. Cho bác đi. Cho bố bao nhiêu, cho bác bao nhiêu, cho bác bao nhiêu, cho bác đấy, cho bạn Cam bao nhiêu, cho bạn Xoài bao nhiêu, cho bạn Xoài bao nhiêu. Rồi, đây, được rồi. Đây, như thế cho ba cái. Đúng là con dài tôi, yêu tôi quá. À đây, cho Cam một cái màu vàng kìa. Đây, cho... Ai ông phải làm gì đấy? World had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Rồi, bây giờ thì sau khi mà số gươm còn lại của gia đình Đậu chia cho thì nhà Xoài được 3 cái và số còn lại là dành cho nhà Cam.
cam hay cắm vào nào? Cắm, cắm à? Cắm, cắm à? Cam nữa. Rồi, rồi, đến lượt gia đình Xoài. Xoài, 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 cắm xoài, cắm xoài, cắm. Ơ, lượt xoài cắm tiếp. Rồi, đến lượt xoài cắm tiếp. Rồi, cam lại cắm lỗ tiếp. Lỗ khác chỉ cắm vào thôi, không rút ra. Ờ, rồi, con này không sao. Con cắm liên, con cắm liên tục nhá. Rồi, xoài cam cắm nào. Đậu, đậu đừng cắm nhá. Ơ, xoài đừng rút ra. Xoài chưa biết luật rồi. Xoài cắm một cái vào đấy. Con cắm vào đi, con cắm vào đi. Đậu không phải cắm nữa. Ơ, đừng rút ra, đừng rút ra. Rồi, bây giờ lại cam cắm tiếp. Cam cắm tiếp nào. Cầm cầm ăn là từ từ cắm ơi. Rồi, ôi. Chết rồi, mãi vẫn chưa thắng đến được cam ấy. Rồi, cắm đi đi lên. Đội nhà xoài là đội về nhì và đội cam, thứ ba là đội cam. Cuối cùng là nhiều gươm cũng chẳng để làm gì. Đúng rồi, nhiều gươm cũng chẳng để làm gì. Thôi nào đấy, bây giờ ba đứa để xuống dưới đất thì mà chơi. Yeah. Chính nhà mình ít gươm nhất nhưng mà lại chỉ cần một chiếc là thắng luôn. Anh gươm may mắn. Còn bây giờ chúng ta đến với động tác quen thuộc của chương trình, đó chính là thử thách lớn gươm. Mình cùng nhau đi vào thôi. Mình cùng nhau đi vào thôi. Mình cùng nhau đi vào thôi. Wow. Mình sẽ ngồi mâm màu đậu. Không, ở đây cơ mà. Nhà xoài sẽ là màu vàng đúng không? À, mình làm màu xoài, ngồi vào ghế này nhé con nhé. Đây thì là đích thị nhà xoài nhỉ. Mẹ ơi, để bố ngồi ngoài cho. Cho đậu ngồi đây. Mẹ ngồi ở đâu? Đây, mẹ Trang ngồi đây. Đây, mẹ Trang ngồi ngay Trang bên ngồi này đây. Này. Cho đậu vào đây. Đậu ra ngồi với bố mẹ của Đậu định. Đậu ơi, ngồi với cô Trang. Nhà của Đậu, Trang Đậu đây mà. Nhà của Đậu Trang đây ngồi xuống nhá. Của Đậu là màu xanh lá cây. Bố mẹ. Xài con thuyền. Xài lại về đuôi của mình à. Úi dồi ôi, cái đuôi ơi là cái đuôi. Và hiện tại thì ba gia đình chúng mình đang ở phần thử thách tiếp theo. Và hiện tại thì tôi cũng không biết là thử thách này là gì. Chỉ biết là đang có ba cái lồng bàn này, chắc chắn là ở dưới này chắc là có đồ ăn rồi. Trong mắt anh nghĩ là sẽ giống như cái tập gì nhỉ? Tập thứ ba, như tập thứ ba là kiểu như là sẽ phân thứ hạng thì sẽ được ăn ngon hay ăn dở ấy. Hay là trong này là nguyên liệu của mình? Tôi thì tôi đoán đây là bên trong có con cua vua. Thế thì anh nghĩ rằng là chắc là khả năng là một là trong này chỉ là một tờ giấy là thử thách tiếp theo. Lại là thư à? Đấy, là một là thư. Em nghĩ trong này là món ăn đấy, nhưng mà hai là món ăn. Tôi thì tôi lại đoán, bây giờ tôi lại đoán là đây trong này là nguyên liệu và thử thách là tất cả các gia đình phải vào nấu cơ thì mới được ăn được. Ủa, nấu á? Nấu bây giờ hơi phức tạp không? Thôi hay là mình mở được chưa nhở? Mở thôi nhở. Chào tất cả các gia đình, với thử thách vừa rồi thì chúng ta đã có được thứ hạng mà mình đã giành chiến thắng. Thì cái thứ hạng đó sẽ ảnh hưởng đến với ba cái lòng bàn như trên đây. Ban tổ chức xin mời đội đứng nhất vừa rồi sẽ mở lòng bàn. Mình đúng không? Tức là mình được mở. Đúng rồi. Mình trước đúng không? Ok, đậu mở không? Chúc các bạn mở lòng bàn vui. Chúng tôi mở trước. 1, 2. Hai, ba. Wow, quay tay chiên luôn. Đúng, quay tay chiên luôn. Rồi. Chuẩn luôn. Quay không lấy được rồi. Rồi, xin chúc mừng nhà đậu. Rồi, bây giờ xin mời gia đình nhà xoài. Nào, rồi, nhà xoài ơi, này. Tên. Tại sao mình không có đồ thanh đạm? Cũng may là nhà mình có bạn xoài chơi thân với nhà bạn đậu. Bạn đậu ơi, ăn hai quả trứng là hơi nhiều đấy, sẽ đầy bụng đấy. Với cái ba miếng thịt cái kia thì chắc là mình chia. Bố mẹ cháu nữa mà. Chung bố mẹ cháu người ta. Giờ này Trang với cả Sơn hơi tăng cân nên tùy vào đậu xem đậu có thích chia hay không. Mình đang rất hào hức để xem là nhà gia đình Cam Cam nhà mình gì. Thì chắc là món ăn dưới cả khoai tây chiên rồi. Thì anh nghĩ là chắc là cà chua với cả rau xanh hoặc là khoai tây sống chưa chiên. Hoặc là trứng chưa chiên. Đúng rồi, nguyên trứng luộc chẳng hạn. Đúng rồi. Bây giờ xin mời gia đình về thứ ba là gia đình nhà Cam. Thôi rồi, anh mở nhá. Nào, mọi người hãy hướng mắt về phía món ăn của gia đình mình nào. 1.
3, 2, 1. Thật ra món này ăn cũng ok đấy. Rồi bây giờ xin mời các gia đình mình cùng thưởng thức món ăn của mình. Xoài bên đấy nói không em? Lấy cho xoài miếng thịt. Ờ thế còn bố mẹ xoài. Thôi Sơn thích ăn dưa hấu đúng không? Nhà hồ ra đây nhá. Nhưng mà anh không biết chia thế nào, hay là anh cắn một miếng, Sơn cắn một miếng. Đâu ấy có lấy cho bố mẹ gì không? Không. Bố Duy mẹ mắm có ăn gì ở đĩa này không? Đậu ơi, bố không thèm ăn khoai lắm. Đậu ơi, cho mẹ xin, Đậu ơi cho mẹ xin quả trứng được không? Mẹ đói quá. Không. Không. Chắc nghịch luôn. Bình thường, điều bình thường. Ở nhà con tôi nó hay phũ như vậy với tôi. Đúng, chúng mình hiểu được cái điều đấy rồi nên là chẳng biết như nào hết. Bó tay thôi. Mong là sau khi này lớn lên sẽ không như thế nữa. Đậu ơi, bố bảo này, cho bố một miếng súp lơ được không? Súp lơ xong. Không. Có. Đấy giờ không ăn này. Không ăn súp lơ. Bố mẹ nha. Không có. Không có. Là không không cho à? Hay là có cho? Không à? Ai à. Con dài thôi. Vậy là một bữa ăn cũng gọi là khá ấm áp đã nằm trên bàn của các gia đình. Tuy nhiên, các gia đình vẫn còn cơ hội để làm sung túc bàn ăn nhà mình hơn. Đó chính là... Các món ăn đã được các gia đình thưởng thức. Đội về nhì, về ba thì cũng đừng buồn. Ban tổ chức cũng sẽ có các cơ hội tiếp theo dành cho các gia đình như sau. Sẽ có 10 câu hỏi. Và khi đọc câu hỏi lên thì đội nào biết câu trả lời thì mình sẽ nhanh chóng mình giơ tay, giành quyền trả lời. Nếu đúng, mỗi thành viên trong gia đình sẽ được nhận thêm một món ăn nữa. Còn nếu như trả lời sai thì các đội khác có quyền giành quyền trả lời thay đội đó. Nếu mà bé là người trả lời thì thành viên trong gia đình sẽ nhận được thêm một phần ăn nữa cho câu trả lời đúng đó. Ok. Bây giờ thì tất cả mọi người đã sẵn sàng cùng chiêm ngưỡng các món ăn chưa ạ? Rồi ạ. Vậy bây giờ thì mời đầu bếp nhà hàng mình đem tất cả các món ăn ra. Wow. Ui. Hấp dẫn quá. Cánh gà rán. Cánh gà rán. Gà chiên. Wow. Ui, vẫn còn một chút. Đây là tôm. Đúng là đồng đội của mình khác. Nào, mình đập thải sạch. Và câu hỏi đầu tiên, tất cả mọi người cùng lượt chú ý ạ. Nào, câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau. Hãy liệt kê 6 màu sắc của 6 gia đình trong vòng 5 giây. Mời gia đình Kiên. Màu cam là của gia đình Cam. Màu hồng của gia đình Son. Màu... Hết thời gian. Mời Đậu. Mời gia đình Đậu. Cam của gia đình Cam. Xanh của xanh lá cây của gia đình Đậu. Vàng của gia đình Xoài. Xanh nước biển của Andy. Nào bây giờ. Xanh lá. Nói màu thôi ạ. Đó nè. Xanh lá, nước biển, vàng, cam, hồng. Gì? Quên. Hết giờ. Anh. Cam, hồng, xanh dương, vàng, xanh lá và... Hết giờ. Vàng, xanh dương, xanh lá, xanh nước biển, đỏ. Không. Vàng, xanh dương, xanh lá, xanh nước biển, đỏ, thiếu. Vàng, cam, xanh dương, xanh lá, xanh nước biển, đỏ. Theo lượt cơ mà. Hồng. Chưa. Theo lượt. Vàng, xanh dương, xanh lá, xanh nước biển, đỏ, hồng. Chưa có cam mà đúng không? Chưa có màu cam. Đúng rồi, chưa có cam. Anh. Xanh lá xanh dương, cam, đỏ, vàng, hồng. Chuẩn. Wow. Tôi không chạy tiếng Anh. Rồi xin mời nhà xài cùng chọn món ăn của mình ạ. Cho xài một miếng pizza. Cho xài, cho xài. Đó là xanh dương và xanh lá, xanh nước biển. Xanh dương, xanh nước biển, trời ạ. Trùng. Nhanh quá nó thế đấy. Ghê. Câu hỏi tưởng đơn giản mà sao ba nhà trai. Mình ăn món gì bây giờ nhờ chồng nhỉ? Đừng có bốc hết pizza đi mà. Thôi pizza là sẽ nhường. Cánh gà á, chồng ăn cánh gà á. Ok, cánh gà anh với sushi, xong. Đội họ thắng nhưng mà con mình con mình. Thôi được rồi, nữa. Ok, xong. Câu hỏi thứ hai như sau. Hãy kể tên các môn học trong khóa học kỹ năng sống trong vòng 10 giây. Xin mời nhà xoài. Ba lê, đá bóng là và hát. Kỹ năng sống cơ mà. Xin mời nhà. Gấp quần áo này. Gọn gàng. Phỏ dây dày. Trái phải. Hát gì ạ? Gấp quần áo, phỏ dây dày. Sắp xếp gọn gàng. Gấp đũa.
À, trái phải. Còn 5 môn thôi mà. 5, đúng rồi, thế thôi. Chính xác. Xin mời nhà Cam cùng chọn món ăn của mình. Cam ơi, con ăn gì con chọn đi con. Bây giờ Cam ăn gì nào? Cô chưa lấy nào. Ăn dưa hấu á? Ăn không, bây giờ dưa hấu mình có rồi nhưng mình chọn thêm một món ở trên này để mình ăn thêm. Okay. Bánh bao. Đây, cô chọn cho Cam pizza nhá. Pizza. Cam ăn pizza này hay là ăn sushi? Bánh bao, Cam ăn bánh bao. Thôi để thế để anh chọn. Cái nốt đấy Cam sẽ chọn sau. Anh xin miếng tôm. Em sẽ ăn một miếng mực. Em rất là thèm mực. Là hành tây mà. Hành tây. Ai da. Mọi người đậu đói rồi nhá, cho ok. Đấy, đậu đang đói lắm rồi này. Ok, đợi nha. Đến với câu hỏi thứ 3. Câu hỏi này sẽ là câu hỏi dành cho các bé nhỏ. Câu hỏi như sau: các bé hãy hát hai câu trong bài hát Thử thách lớn khôn. Hát đi. Rồi tiếp nào, tiếp tục. Thành tâm bất quan. Quang. Xe hậu cần lì. Là có. Thôi đi rồi, đi rồi. Yeah, yeah. Cái này thì quá đơn giản rồi, Cam hát một bài sao luôn. Sao cái đội để thắng mà mình thấy mất lòng mất dạ ấy nhỉ? Bố mẹ dự hờn với mình con đứa. Mình ủng hộ đội để thắng. Mình lại được thầy lấy thêm miếng nữa em ơi. Miếng cơm. Bác Duy ơi, Cam là thích ăn bánh bao nhá. Yeah. Ok, lấy bánh bao nhá. Con của anh chị đang thèm bánh bao. Để đây giúp cho anh lấy bánh bao. Đây. Đến với câu hỏi thứ 4. Câu hỏi như sau: gia đình nào thức dậy thứ hai trong bữa sáng của tập 14? Anh. Gia đình anh Kim Tử Long. Chắc chắn luôn. Yeah. Xoài ăn thịt con ơi. Ăn thịt xoài, con đi chị đi. Con đi ăn gì? Lại pizza. Pizza tiếp, ok lấy cho xoài okay. Pizza. Ok, ăn pizza đi. Câu hỏi thứ 5 như sau: có bao nhiêu phương tiện trong thử thách tìm nhà? Anh. Mời nhà xoài. Xe đạp điện, cái điệu. Trong mấy giây? Xe điện, xe đạp và đi bộ. Xài. Mời nhà Cam ạ. Xe đạp điện, xe điện. Xe đạp. Xe điệu. Đạp, điệu và đi bộ. Sai. Ai xin mời nhà đầu? Xe đạp điện này, xe đạp này, cái điện này và buggy. Cái gì? Buggy có được tính? Buggy là xe điện rồi. Xe điện là xe đạp điện. Còn một cái buggy này, xe đạp. Là cái đi là bộ, cái điệu của em bé. Sai. Anh có bốn là xe đạp điện, xe điện và cái điệu. Chính xác. Ăn tiếp con ơi. Mình là một fan cứng của Thử thách lớn khôn luôn. Bình thường thì vào những thứ sáu, tối thứ sáu thì bọn mình hay xem tập đó trên HTV7. Bên cạnh đấy thì sau đó thì bọn mình cũng xem lại bản full, bản đầy đủ ở trên YouTube nữa. Bố Kiên là không chỉ xem full chương trình ở trên trên truyền hình mà về sẽ còn xem hết tất cả những cái kiểu trailer kiểu hậu kỳ này, hậu trường này. Không bỏ sót một cái gì cả. Tại vì mình rất là thích chương trình Thử thách lớn khôn cũng như là những cái khoảnh khắc đáng yêu của cả sáu bé. Bây giờ mình còn 4 câu hỏi nữa thì còn rất là nhiều món ăn trên bàn. Các nhà nào trả lời đúng câu hỏi sẽ được đi cả đĩa. Chọn món ăn cả đĩa về. Câu hỏi thứ 6 như sau: điểm gì ở đậu và xoài vừa giống mà lại vừa không giống? Quả không hổ danh là fan cứng của Thử thách lớn khôn. Bố Kiên đã tiếp tục giành chiến thắng ở câu hỏi thứ 6 và giành lấy một đĩa sushi ngon lành. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng. Ở câu hỏi số 7, gia đình tìm được nhà thứ tư trong tập tiêm phòng. Bố Cam lại là người trả lời câu hỏi chính xác và đem về cho nhà mình một món ăn ngon nữa. Đầu tiên là mình anh xin phép xin địa bánh bao nhá. Thứ hai là anh Tiến Luật. Thứ ba là nhà đậu, thứ tư là nhà xoài. Ở câu hỏi thứ 8,
Son và Cam cách nhau bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về bố Tùng Sơn và mẹ Trang Lưu và đem về cho Đậu một đĩa sushi thơm ngon. Câu hỏi thứ 9 như sau. Trong thử thách giải cứu hoàng tử bố Kim Tử Long, bố Tiến Luật, bố Kiên Hoàng, bố Ba Duy đã mặc trang phục nào của các nước? Anh, xin mời. Anh là mặc đồ Ai Cập, bố Ba Duy mặc đồ Hàn Quốc, bố Tiến Luật mặc đồ Nhật và bố Kim Tử Long mặc đồ Hy Lạp. Sơn mặc đồ Anh Quốc. Sao mình không thể nhớ được là anh Kim Tử Long mặc bộ gì? Kết quả vừa rồi. Chính xác. Ôi, đây đúng là fan cứng rồi, fan cứng của dưới lớn hơn rồi. Các bạn có muốn gì? Các đang muốn bố mẹ. Con muốn bố mẹ con đây mà. Đây này. Chúng mình là một đội các ạ. Con ăn cái này nhá. Đây, cho nhà Đậu. Cho nhà Cam. Trên bàn hiện tại còn 3 đĩa. Với câu hỏi cuối cùng này, gia đình nào trả lời đúng sẽ nhận được hết 3 đĩa, luôn của gia đình mình. Mọi người cùng cố gắng nha. Ok. Câu hỏi cuối cùng như sau. Tên của chuyên gia cố vấn trong thử thách lớn không là gì? Chị Trang. Cái gì Trang? Xin mời nhà Cam. Chị họ là... và tên ạ. Họ và tên thì cái gì nhỉ? Anh này. Xin mời nhà Xoài. Nguyễn Thị Linh Trang. Sai. Xin mời nhà Đậu. Nguyễn, chị tên là Nguyễn Linh Trang. Sai. Trần Thị Linh Trang. Sai. Em đọc lại câu hỏi đi đã. Họ và tên của chuyên gia cố vấn trong thử thách lớn không là gì? Rồi quên thẳng rồi đấy. Xin mời nhà Sài. Phạm Thị Linh Trang. Sai. Trần Thị Linh Trang. Sai. Nhà Sài. Lê Thị Linh Trang. Chính xác. Ok, anh đúng rồi. Thôi nào, tất cả chúng ta cùng ăn đi nào. Anh sẽ chia sẻ đồ ăn với tất cả mọi người. Pizza. Rồi, xin mời tất cả mọi người cùng gọi món ăn của mình à. Mất công trả lời, xong bây giờ ăn chung hết với nhau để... Đấy. Thank you. Tốt. Đỡ, vậy là bố Kiên đã quyết định chia sẻ những món ăn ngon này cho cả ba gia đình. Ai cũng ăn thật ngon, cả ba nhà đều vui. Các bạn chuẩn bị đón xem phần 2 chương trình thử thách lớn khôn và bọn mình sẽ quay lại một lần hơn xưa. Em nào rồi? Cho đậu. Không, khi nào xoay, xoay ở nhà. Xoay không cần nữa, đi ra cho đậu mà. Sài không dùng nứa thì Sài cho đậu. Cho mượn một tí thôi xong rồi đậu trả. Con mang về nhà con còn chơi được tiếp mà. Cho đậu mượn một xíu. Không. Bạn buồn, bạn khóc đấy. Đấy, bạn một tí thôi mà. Đậu bị lừa rồi Sài ơi, đậu bị lừa. Đậu bị lừa đấy Sài ạ. Đậu bị lừa gì? Lừa chứ. Đậu không có gì. Hai bạn ấy làm gì đấy? Hai bạn ấy làm gì các này? Tôi chỉ em cơ mà. Mọi người ơi, bây giờ đang nghe nói là chúng mình đang quay chương trình ở bên này như thế này. Thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chị ba gia đình còn lại cũng đang quay tập đặc biệt. Hay là bây giờ mình video call một cái cho mọi người để chào mọi người nhá. Ok. Gọi đi. Đây, nhà ngoài đây. Ai đây ta? Hello. Xin chào ba gia đình Sài Gòn. Gì dữ vậy? Đây đang tiệc tùng linh đình ăn hộ mọi người đây. Mọi người bên này đang làm gì nhỉ? Vui các em đi. Đậu và Cam, Sài Cam chị đi kéo các anh chị em đi kìa. Em ôi chào cô chú ơi, cô chú uống nước ép không? Ngon thế. Cam xoài đậu đâu rồi? Cam đây ơi. Đây ạ, cam xoài đậu ở đây.
Đây, bạn Cam này, Cam ơi, cam chào các bác. Nào, các con chào các bác. Nhớ mấy bác. Nhìn thử thay lớn hơn. Cam nhớ mấy bác. Chào mọi người à, Cam giơ tay cao lên nè. Chúng con vừa tham gia thử thách xong, bây giờ bọn con đang ngồi nghỉ để ăn à. Bọn con vừa tham gia thử thách ăn uống. Bây giờ con sẽ truyền máy cho các bạn khác cùng chào các cô à. Chào các cô. Đậu ơi, chào mọi người đi. Đậu kia, đậu kia. Những câu chào nhau yêu thương, những niềm vui bé con khi được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại dường như đã xóa bỏ mọi khoảng cách địa lý. Chúng tôi tin chắc rằng một ngày nào đó cả 6 gia đình đáng yêu này sẽ gặp lại nhau và tình bạn đáng mến này sẽ mãi bền vững theo thời gian. Ok, hy vọng là có dịp thì các nhà Hà Nội sẽ vào Sài Gòn và gặp lại các anh chị với cả các bạn. Ok. Vậy nhà Cam bay vào là liên lạc với mấy anh chị nha. Để vào những hò hè nha. Còn okay, nhà Xoài với nhà Đậu nha. Chừng nào có kế hoạch vô nhớ báo nha. Dạ ok. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại. Con chúc các cô chú với lại mấy em là vui vẻ mạnh khỏe. Yeah. Ôi giời ơi, đáng yêu. Cảm ơn mọi người. Dạ. Nếu như mà hôm nay mà gặp đủ 6 gia đình thì có lẽ là hôm nay là một cái ngày trọn vẹn hơn. Bị nhớ lại cái cảm giác mà khi mà cả 6 gia đình gặp nhau rồi. Nhớ lại cái bữa ăn đầu tiên khi mà 6 gia đình cùng ngồi ăn và cùng chia sẻ với nhau. Cảm giác rất là giống cái bữa ăn hôm nay, nhưng mà bây giờ thì là mỗi gia đình lại đang ở một cái địa điểm khác rồi. Bị thiếu đi. Sau khi mà đóng máy thì cả 6 gia đình cũng có gặp gỡ để đi ăn một bữa chia tay. Và cứ nghĩ là sau hôm đấy thì sẽ rất là lâu nữa mới có thể có dịp để mà nói chuyện và hàn huyên lại. Nhưng mà hôm nay thì đã có một cái dịp để cho cả hai bên có thể gặp gỡ được, giao lưu với nhau được một chút xíu. Tụi Trang sẽ cố gắng làm sao để kết nối các gia đình lại với nhau. Tuy rằng gia đình nào cũng bận rộn nhưng mà sẽ cố gắng cho các con nó gặp gỡ. Thỉnh thoảng gặp nhau một lần để các con chơi và ôn lại là mình đã có được một cái thời gian rất là quý báu ở trong thử thách lớn khôn. Thì mong là mọi người sẽ về nhà sẽ kết bạn Facebook với nhau để sau này có được nhiều cái biết được nhiều về cuộc sống của nhau. Chắc là trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta hãy cùng một lần nữa, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối mà chúng ta cùng nhau hô vang khẩu hiệu của chương trình, đúng không nào? Vậy thì mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi nhá. 1, 2, 3. Thử thách lớn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xem đến đây thì hẳn các bạn sẽ thấy thiếu thiếu vì không có Andy Khánh. Cậu bé đã gửi đến các bạn những lời chúc đáng yêu. Giờ thì hãy cùng lắng nghe nhé. Chúc anh Andy sống lâu trong tuổi, lớn lên già đi một xíu. Chúc Cam hạnh phúc với là ba mẹ của mình. Chúc Xoài có nhiều sức khỏe, sống chung với ba mẹ, ăn rau củ nhiều hơn. Chúc anh Son sống lâu trong tuổi với lại ba mẹ. Chúc Đậu ăn nhiều rau củ cải, uống thuốc nhiều, rồi sống chung với ba mẹ hạnh phúc trọn đời.